phát thanh lai đao tung du tiết ngày lành tiết mở thương dung tam hòa tiên thanh cộng đồng ngàn xiên đệ nhất thiên tiên cung thịnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên tặng phong chế thắng xe loan nữ tử đồng vân cát thôn quê đất phù dày vân cát thôn quê nghĩa thiên bản nhà đi bản trần cột cách thanh thần hình dung cột cách thanh thần 15 năm định sát một lần kỷ đúng ra nhịp cao dương ngô nguồn chư Phật đại hồi thất do văn kỳ sứ kết tưởng vân thành ý tu nguồn chư Phật điền toàn thân nam mô nhang cung dạng Bồ Tát ma tát nam mô nhang cung dạng Bồ Tát ma tát nam mô nhang cung dạng Bồ Tát ma tát xe loan thanh gia hồi cung tiệc cung kính mời mong đệ đi địa tiên sinh thành như sông đình sông sơn chốn đôi ngã cũng là nơi khô cát nơi riêng một màu gió mát nơi sẵn thành bắt cách rành rành đôi bắt cách rành rành lâu tận xanh vơi thị thành cột sơn chính đàn hải đạt đô nhược mình như giao du tự mẫu lương đô hương hòa tội đắc thân lâm trí tôn kim phương nhật chú biến thập phương nam mô nhang cung sắc bồ tát ma tát nam mô nhang cung sắc bồ tát ma tát nam mô nhang cung sắc bồ tát ma tát loạn thanh gia hồi cung thạch bóng đề tăng cung thịnh mời thanh mẫu đệ đệ sắc phong thật nữ và hoàn thi cung lạc phong thịnh sinh kế con phẩm thảo mai tiểu thiếp đẹp lòng sao dĩ nhiên dung hương quần khởi xuân thiên thượng lệ tại kinh đô phong khoảnh khắc nhân môn tước biến món thập phương tích nhật xa dù nguyện đạn tiếng tai dương nam mô nhang cung dạng Bồ Tát ma tát nam mô nhang cung dạng Bồ Tát ma tát nam mô nhang cung khai quang long nhan thập cơ diệu thông vì chiếu từ sương nga tích tận công dạng kim thần hòa lần thần thanh chưa kiếm trùng sẽ loạn thanh gia hồi cung tiên cảnh bầu trời bồng tai tiên cảnh bầu trời gió nam thoáng thoảng nhang tay hạt thảo trên thiên thảo đồng bay nắm vẽ rơi thiên thảo thì thế trùng linh cầm sai đổi lần thiên quốc sử ký điện nam trần thì linh đế vương kế thế chỉ linh thiên thượng tức các bạn thì ở đây tức các bạn địa danh thiên thượng tức các địa danh sơn hà dược tú trung linh ngang kỳ ngoài hoan duy quý huy cung phục trung hòa đồng hộ đức tôn thần thượng tình toàn hòa lương thần nhất đường lưu thủy long vân tao phục hồi yên phong hà thanh hải yên thời phúc sinh xuất hiện nam phật tưởng vân đáy đáy đình quả
ai đã lưu vàng thượng vân, ai đã lưu vàng hoàng thiên đích bệnh, nàng vàng giáng trần ứng bông lý, mang tuần xuất đế ác định sinh, trần thị tôn vương dùng kỳ tương bạo đường đường. Tứ kỳ bạc chiến, khoái tinh trật đồ tác yếu đường, quy mô sáng thế lập triều đình, cử kỷ hương lòng vì là cái thế anh hùng. Cái thế anh hùng vì danh, cái thế anh hùng Bắc Nam Việt Thanh, Tây Đông xưng thần binh tuất tiền, chủ mưu chỉ vì văn quyền tạo, chủ đề đảm giang mạng tình hải độc và dường. Đồng ba dương vạn binh hải độc ba dương tứ kỳ bạc chính quái tinh trận đồ tạc miếu đường quỳ mô thắng chế lập triều đình cử kỷ hương lóng vì dành cai thế anh hùng. Tức mạng hương vương cả năm quân thể binh lương lần cận thánh chúa thiên trung phương ca lăng tâm tạng ơn từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim tinh tế khai quang phật
chưa thiên tôn. Tài mạng dâng lên kim ngân, tài mạng dâng lên đức ông tàu đời chép biên rõ ràng vì cho đôi chú trường sinh. Sướng điện dâng lên kim ngân, sướng dâng lên đức ông tàu đôi chép biên rõ ràng vì cho đệ tử bình an. Đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh an khang vô quy lộc tài nở hoa bốn mùa phật lập can quan. Cần đi dâng lên hành động, cần đi dâng lên đức ông tàu đôi xem biến rõ ràng vì cho trường sinh. Đôi chữ trường sinh về cho không thể đỉnh như lai điểm khai khai thần nhân quang minh chiêu khai thần học đăng tông điên khai nhị đăng thông thinh khai thần tâm tâm văn đi thần tục đăng bộ hành. Thank you.
tốt anh đã hồi cung đời cho thì mơ mang nam ai đức ông để tàn dòng dõi kỳ trì ta hồi cung ngoài đường hoàng thiên cô định nhất nên đức mạng vườn là đất trầm mình cô kim chi ngọc diệt rành rành sẽ loan đánh ra hồi cung thơm ngát một nhà bông huy lan thơm ngát một nhà thiệt vì cây lầu mi mặt mà lá xanh sẽ ra hồi cung thơ mơ trong xa cười bị tơ mờ có thôi cô về là cờ của bạn sẽ ra hướng đông ngồi đền thờ cầu lập ở hướng đông đền thờ cầu bé cửa ông treo vào lạc đác treo hoa ơi đền thờ lạc đác treo hoa đền thờ cầu bé cửa đông ra hồi cung tam quan chiếu bao la thế giới bậc biệt soi soi lời nam thiên ngồi đền thờ phong biệt vô biên biên phong biệt vô biên gió thu dịu dặn chuông thiên trình niệm đan nhớ xưa tịch minh cũ chốn lạc châu thì khi trung linh đồng cuồng công chúa giáng sinh phúc lành quyền cao điểm xa thì màn trao dưới trường chúa giáng trần hoa hoàng mùi hương hồng hào sáng khắp bốn phương
lung lung linh linh khác thường. Cho lắm về đây càng nhiều, còn cho dài như năm nhiều, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng còn ngang thói cùng thường, ba mươi bổng một người cứ hôm rằm, ba mươi bổng một hôm rằm mười tư. Sắc phong thượng đẳng biển để tôi đi.
văn tiên xuống biển hồ tâm văn tiên yên thế hỏi thăm đến đợt xuống thuyền nơi nào hỏi thăm mà mình cứ mang chung mang rằng
chứng càn duyên ngã tinh tăng cung cung giả hiện cục hòa thân cận thánh chúa thiên trung đường. Chuông ngồi đỏ mà lòng bao đau xót,
thương dân phàm bao kẻ bị u mê như xưa tình cũ hầu lê ý. Thank you.
cây cùng sông nhắn thầm kỳ diệu quan về chính đàn xin á tích tăng cũng giảng khi phụ hoàng lần cận thánh chúa thiên trung vương ra lăng tâm ra âm từ đi ngang chúng sinh cô ngã kim đinh để cài quạt để vi thiên tôn tài ba dâng lên kim ngân tài ba dâng lên chúng quan độ cho thanh đồng từ đây trăm thuận ngàn bay để nhất để sơ lên trình cờ mở trong dòng lớn về cờ mở trong dòng chứng chứng đền nhân phủ cho đông hôm nay đổ cho trọng thuật hàn bay lớn về cờ mở trong dòng nghi chứng đền nhân phủ cho đồng hôm nay độ cho trọng thuật hàn bay phục mệnh hoàng hiên điều thời phục mệnh hoàng hiên phật thánh chỉ truyền giảng thế dương gian quan thế bảo phục khai đàn phùng thịnh thịnh như lai điểm khai khai thần nhân quang minh tiêu khai thần cộng năng thông thiên khai nhị năng thông tính khai thần tâm tâm văn đi thần túc năng bộ hành dòng nhan khai quang thập cờ diệu quan đi nhất chứng hình nhân bát nước cây trâu đệ tử thành tâm nghi bát nước cây trầu ngài về chứng lễ chứng tâm cho đồng độ cho phu quy vinh hòa là tấm lòng son lá trầu là tấm lòng son quả cầu ý tựa thân tín dân trình tẩy diện cho đồng quan về tẩy diện cho đồng cho mặt hoa ra phấn bằng người bằng ta đẹp như nụ đã hoa cười trải chuốt cho đồng có lớn về trải chuốt cho đồng bớt đi tơ rồi tâm vò trần gian đổ trò bạc bệnh bình an bóc vỏ khai tâm có lớn về bóc vỏ khai tâm lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng thành thông lại nở trời không rườm rà cho bốn mùa phẳng lặng đàn hoa bóc vỏ khai tâm ngày về bóc vỏ khai tâm
khai tâm khai tính, cho đông từ nay đổ trò trăm phục ngàn bày. Mở sổ công đồng và lớn về, mở sổ công đồng, ghi tên chép họ vào trong sổ này được yên gắn yên số từ đây. Lấy ở cộng đồng nước này, lấy ở cộng đồng đem về mà tưới cây lộc tốt, tưới tưới dần dần được khỏe người, tưới cây cây nở cho đời nở hoa bốn mùa phú quý bình hòa. Lấy ở cộng đồng nước này, lấy ở cộng đồng tắm cho đệ tử đời đời vinh hoa, đổ trò trăm phục ngàn bày. Cắt tóc làm tôi từ đây, cắt tóc làm tôi trên theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đương sai. Cấp thực cấp lưng qua lần về, cấp thực cấp lưng đổ cho cửu phía, đời đời an khang độ trò phúc lộc đề đà. Sau này được giỏi, được sang, được giàu độ cho phú quý vinh hoa. Chấm linh nhân đồng qua lần về, chấm linh nhân đồng trao khăn tứ phủ cho đông từ đây dốc một lòng không dám đớn sai. Trên theo Phật thánh, dưới theo đông thầy đệ tử con, cắt tóc làm tôi. Xe cánh quạt tiền lấn về, xe cánh cạp tiền quạt đi nghiệp chướng, bao nhiêu mặt phải đổ cho gia chủ bình yên. Bao nhiêu hàn ách tống ra hải ngoài, đồ cho trăm thuật ngàn bay. Kéo giải quân cầu quan về, kéo giải quân cầu dắt môn đệ tử qua cầu bình an quan về bảo vụ thay đàn. Tín chủ bình an độ cho tín chủ bình an, sau này được giỏi, được sang, được giàu một đồ cho phúc lộc đề đà. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thanh cao, dâng lại mười phần thanh cao. Chung
Nam Bắc Kiểu Châu về vòng bãi y nghỉ quan lớn đổ cho quốc hai dần an âm thừa sắc lệnh ra ban số sinh số tử liệt hàm chu về tinh giá hội cung tên gọi người thương ngàn quan giám sát quyền cài khắp chi thiết địa sắc sai đại thần
thập kỳ diệu quan lớn về chứng đàn diên ngã thích tăng cũng giảng đi phục hoàng tân cận thánh chúa yên trung vương lên kinh nhân xứ xưng lên con vì tông tu mới xếp tên rõ ràng thế cho hệ trường sinh đệ tử trường sinh cung tỉnh tỉnh như lai điểm khai khai thần nhân chiếu quang minh khai nhĩ nhĩ thính thanh khai khẩu khẩu thông thiết khai tâm tâm hoan hỷ khai túc làm bộ hành dòng nhang khai quang thập kỳ diệu quan tân về chứng hình nhân áo thắm dựng lên khăn tàu áo thắm dựng lên chính quan giam sát ngài chép biên rõ ràng vì cho đến để giang sinh tiểu đời phúc mệnh hoàng hiến phật phật thánh chỉ truyền giang thế dương gian quan về bảo phủ khai đàn bát nước cây dầu dâng lên bát nước cây dầu ngày về dâng tới xếp biến rõ ràng vì cho tầm tẩy diện cho đồng quan về tẩy diện cho đồng cho mặt hoa ra phấn bằng người bằng ta đẹp như nụ nở hoa cười trải chuốt cho đồng có lần về trải chuốt cho đồng bớt đi tư rơi tâm vò trần gian đổ cho bạn bệnh bình an bóc vỏ khai tâm và lần về bóc vỏ khai tâm lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng cành thông lại nở trời thông dượm giờ bốn mùa phật lặng can qua bóc vỏ khai tâm và lần về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng từ nay đổ cho trăm phúc ngàn bày mở sổ công đồng và lần về mở sổ công đồng ghi tên chép họ vào trong sổ này được yên căn yên số từ đây bút ngọc chép biên quan về bút ngọc chép biên chữ đen quan bỏ chữ đỏ quan về phê cho đôi chữ trường sinh lấy ở sông ngân nước tiên lấy ở sông ngân đem về mà tưới thành thông lâu lâu tưới cây cây nở cho đời nở hoa bốn mùa vũ quy bình hòa lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân tắm cho cửu vía đời đời vinh hoa độ cho phục lộc đầy đà tiếp lộc ban tài có lần về tiếp lộc ban tài độ cho cửu kia đời đời vinh hoa độ cho trong thuận thần bày sau này được giỏi được sang được giàu độ cho phu quý bình hòa chấm linh nhật đồng quan về chấm linh nhật đồng sau quan lại chứng chứng tâm lòng thành độ cho đệ tử bình an văn phượng văn đoan văn này văn phượng văn đoan là văn tu phủ quan trao cho đồng để cho đệ tử bình an xe cánh quạt tiền có lấn về xe cánh quạt tiền cắt tóc làm tôi có lấn về cắt tóc làm tôi đổ cho cửu vía đời đời vinh hoa đổ cho trăm thuận an bày
xe cánh quạt tiền lần về xe cánh quạt tiền quạt đi nghiệp trường tai ương cho đồng độ cho phú quý vinh hoa. Quân cầu quan về kéo dài quân cầu dắt cho đệ tử qua cầu bình an quan về bả phủ khai đàn. Dâng lan sứ hồng để trước cộng đồng Phật thanh chứng minh quan giám sát để xử lý trình. Chư sắc phong tôn quan đi nhìn đấm anh tài quốc sĩ vô sau dùng đi tuần tu sắc phong mình khác thường. Chân sơn lâm hùng cường uy vũ lĩnh sắc rồng cai ngự nam thiên phùng tòng vâng bình thủy thiên thanh sơn bích đồng mọi miền toàn cai. Tài uy nghi
niêm lòng lòng nên phép thần thông chỉ dùng ai được ngự trên hắc hồ uy thường đi mây mây về sau bốn thượng quan độ người. Phật Như Lai pháp kinh mi tăng tạng hiện công tu sáng sáng như hương bàng đàn thế giới cửa đường trầm luân bề khổ tìm đường bị lanh xa mưa bao thiệt đồ thiệt bát nhã đi vượt sông bề giang ơi thái tử đi tam cung thì mời quan lớn thái tử đi tam khi phương diện nào lòng nhà khác thường hồng tông đô thiên đình thái phổ quan lớn chấn thủ ngưng đình đứng lạnh xa đi ra nhàn ngược ngai vàng cầm cân đẩy nhân bước đi sửa sang nơi yên bình đứng được cõi trần phàm dài cầm quyền thay chúa xứng đàn duyên là tích tăng cúng giảng kim phụng hoàng lần cận thánh chúa thiên trung phương ca lăng thâm cao ngôn từ bi
mẫn chúng sinh vô ngại kiến thức để khai quang Phật siêu thiên tôn. Tài mạng kim ngân dẫn lên tài mạng kim ngân trình quán tam phủ chép biên rõ ràng đủ cho đệ tử vinh an. Văn sư dâng lên chân gian có số dâng lên ngài về tông đối chép biên rõ ràng đủ cho đệ tử vinh an. Độ cho đệ tử bình an đi đầu năm chính cuối lộc tài đề ra bốn mùa vàng lặng tan quang khai cùng danh nhãn tâm kỳ diệu quan tam chứng hình nhân á tế càng cúng dạng kim phụng hoàng lần cận thánh chúa tiên trung. Áo thắm dâng lên khăn đạo áo thắm dâng lên trình quan tam phủ chép tiền rõ ràng về cho đệ tử trường sinh. Cửu vĩ dâng lên tam đầu cửu vĩ dâng lên quan tam tấu đối chép tiền rõ ràng về cho đệ tử bình an. Cờ mở trong dòng lớn về cờ mở trong dòng chứng đền nhân phủ cho đồng hôm nay đổ cho trăm thuận an bay. Bát nước cây dầu thành tâm bát nước cây dầu ngài về tương lễ chứng tâm cho đồng đầu cho phu khí vinh hòa. Lá trầu là tấm lòng son nơi quả cao vĩ tượng chân con dân trình ngài về tâu đôi phần mình. Tẩy diện cho đồng ban về tẩy diện cho đồng cho mặt hoa ra phân bằng người bằng ta đẹp như nụ cả hoa người. Trải chuốt cho đồng có lẫn về trải chuốt cho đồng bớt đi tơ giới tâm vò trần gian độ cho bạn bất bình an. Bóc vỏ khai tâm có lấn về bóc vỏ khai tâm lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng cành thông lại nở trời thông dược dòa bốn mùa phẳng lặng ngàn qua. Bóc vỏ khai tâm ai về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng từ nay đổ trò trăm phúc ngàn mày. Mở sổ công đồng có lấn về mở sổ công đồng ghi tên chép họ vào trong sổ này được yên căn yên số từ đây. Lấy ở cộng đồng nước này lấy ở cộng đồng tưới cho cây tươi tốt bốn mùa nở hoa nước này lấy ở sông Ngân. Cho cây tươi tốt đi bốn mùa nở hoa nước này lấy ở sông Ngân tắm cho kiểu phía đời đời vinh hoa đổ cho trăm thuận hàn mây. Trầm linh nhật đồng có lần về trầm linh nhật đồng trao khăn tứ phủ cho đồng từ đây dốc một lòng không dám đơn thầy trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy để tự con cắt tóc làm tôi. Văn thượng văn đoan văn này văn thượng văn đoan là văn tứ phủ quan trao cho đồng đồ cho để được bình an. Cắt tóc làm tôi từ đây cắt tóc làm tôi trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Cấp thực cấp lương quan kề cấp thực cấp lương cấp ngân cấp xuyên cho từ đây đổ cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được giàu đổ cho hưng thịnh bền lâu. Cánh
quản tiền, quản về sẽ gánh phạt tiền, quản đi nghiệp trước cho đồng từ đây độ cho đệ tử bình an. Sau ngày được giỏi, được sang, được giàu đồ cho phú quý bình hòa. Kéo giải quân cầu quan về, kéo giải quân cầu dắt cho đệ tử qua cầu bình an, quan về bậc phụ khai đàn. Dâng nước về thoái quốc một khi
truyền quân đi lấy ngọc liễu ly, đùng đùng dâng nước phép có ai đàn. Quan đại sang sông Thao, sông cả lấy trở ra về, trở ra về đông nhà ba sông vui sướng ca tan hát tập thành thì ngân phú đọc đàn xanh nhớ chơi. Tan tiệc rời về chơi nơi thoại thổ, sông cần đài áo mũ quỷ tàu, bắt dăm ba chữ đồng tự theo hầu lên trình vương phủ gia hầu mẫu. Cầm tay ca chiêng anh nói lốt xanh vàng tìm đồng dư thánh giá hồi cung màn loan tôn thỉnh mời quan đệ tử con rời. Thank you.
quang thập kỳ diệu quan lớn về chứng đàn diệt ngã tích tăng cũng giảm kim phụng hoàng cân cân thánh chúa thiên trung vương âm gia âm từ bi ngã chúng sinh cô ngã kim linh lễ tài hòa thủy thiên tôn tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên trình quan đệ tử quan xếp biến rõ ràng vì cho tôi chưa trường sinh văn sớ dâng lên chân gian có số dâng lên trình quan đệ tử chép biến rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh áo thắm dâng lên căn đảo áo thắm dâng lên trình quan đệ tử chép biến rõ ràng về cho đệ tử trường sinh phục thịnh thịnh như lai điểm khai khai thật nhân chiếu quang minh khai nhĩ thích thanh khai khẩu khẩu thông thiết khai tâm hoan hỷ khai túc đắc bộ hành trong nhang khai quang thập kỳ diệu quát lớn tề chứng hình nhân mở trống dòng và lần về cờ mở trống dòng chứng đền nhân phủ cho đồng hôm nay đổ cho trọng thuận hoàn mày bát nước cây dầu thành tâm bát nước cây dầu ngài về chứng lễ chứng tâm cho đồng đổ cho phu kỳ về nhòa là tấm lòng son lá trầu là tấm lòng son quả cầu ví tựa trái tim dâng trình ngài về tâu đôi phận mình tẩy diệt cho đồng qua lớn về tẩy diệt cho đồng cho đồng quan về tẩy diện cho đồng cho mặt hoa ra phấn bằng người bằng ta đẹp như nụ nở hoa cười trải chuốt cho đồng có lớn về trải chuốt cho đồng bớt đi tơ rối tơ vòng trần gian độ cho bạn mạnh bình yên lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng cành thông lại nở trời thông dưỡng dọa bốt của phật lạc đàn và bóc vỏ khai tâm ngay về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng từ nay đổ trò trăm phục ngàn mày mở sổ công đồng có lấn về mở sổ công đồng ghi tên chép họ vào trong sổ này được yên cắn yên số từ đây phục mệnh hoàng thiên điều thời phục mệnh hoàng thiên phật thanh chỉ truyền giáng thế dương gian quan về bảo phủ hai đà lấy ở sông ngân nước tiến lấy ở sông ngân đem về mà tưới cây lộc tốt tươi tưới nhân được vẻ tươi tưới cây cây nở cho đời nở hoa bốn mùa phú quý vinh hoa nhân được vẻ người tưới nhân được vẻ người tưới cây cây nở cho đời nở hoa bốn mùa phú quý vinh hoa sau này được giỏi được sang được giàu của đồ cho phúc lộc đề đà quả ngọt hoa tươi cho bốn mùa quả ngọt hoa tươi trồng cây đắp phúc cho đồng hôm nay cấp thực cấp lương quan về cấp thực cấp lương cấp ngân cấp chiến cho đồng từ đây đổ cho trăm phúc ngàn mày chấm lĩnh nhận đồng quan về chấm lĩnh nhận đồng sau quan lại chứng tâm lòng thành đồ cho đệ tử bình an khăn thượng khăn loan khăn này khăn vương khăn loan là khăn tứ phủ ông trao cho đồng đồ cho đệ tử bình an
cho đệ tử an ngôi chính vị lộc về nhiều phú quý vinh hoa độ cho yên cửa yên nhà. Xòe cánh quạt tiền lớn về, xòe cánh quạt tiền quạt đi nghiệp chướng, tự phòng từ đây đụng cho kiểu phía bình an. Sau này được giỏi, được sang, được giàu, một đồ cho phu phi bình hòa. Cắt tóc làm tôi lớn về, cắt tóc làm tôi đổ cho kiểu phía, đời đời an khang đổ cho trong thuận ngàn mây. Kéo giải quấn cầu quan về, kéo giải quấn cầu độ cho đệ tử qua cầu bình an, độ cho đệ tử bình an. Dắt muôn đệ tử qua cầu bình an, quan về mở phủ khai đàn. Cảnh
địa linh. Bạch hạ ý ngâm nghi nghiệp phong châu dự nề xã tắc dài lâu. Như ơn tiên tổ đời sau ý nghi nghiệp mãi tỏ chỉ ý người. Thiết đội vạn cơ quan tuần bấy giờ chắc giang anh linh trước là bảo hộ dân tình, sau là truy chóc tà tinh kẹt này y ra trận đi biết này. Sướng điệp dâng lên kim ngân, sướng điệp dâng lên quan tuần tổng đội, xếp biên rõ ràng về cho đệ tử chàng sinh. Đôi khai quang dâng nhang thậm kỳ diệu, áo thắm dâng lên khăn đào, áo thắm dâng lên trình quan đệ ngũ nghi, xếp biên rõ ràng về cho đệ tử bình an. Khai cuồng dâng nhang thậm kỳ diệu, quan tuần chứng hình nhân, á tích đang cúng dạng kim phụng hoàng lần cận, thánh chúa thiên trung thương.
có lần sáng ngời muôn thuở. Nguyện thứ ba cho canh đàn đắc lễ,
cho đệ tử con phu quy sang dầu bốn nguyện tuộc thái dân an khoảng cơn bình tĩnh dân an thái hòa năm nguyện cho mạnh khỏe sống lâu nhờ ơn tiên thánh phúc lâu giàu về sáu nguyện quan chắc giám bàn đền phương phù đệ tử mọi miền gần xa bảy nguyện cho phúc lộc đề ta bao nhiêu hàn cách tông xa hải ngoài tám nguyện cho già trẻ gái trai đồng đồng ra bạn hội điều hòa vì mặt ân chín nguyện chắc ra liêu ân vuông phủ đệ tử mười phân được vẹn mười con xin quan cho tới nguyện thứ mười con cháu cháu đời đời được vinh hoa quyền người đang xa xơ hay quan còn đổi số cho ai kim chi văn võ toàn tài quan tuần đang bước là dài tướng anh hùng tài cung kiếm xanh hàng bò tương kinh luận ký cửa trường tổ báo khen ma cửa giang hồ cung cầm dưng nghiệt con đỏ về bên sâu tiếng nức danh tung hoành rung lược cành non bồng nước được bồng lăng hay khi chơi bàn trúc bàn mai bàn loan tiệc ngọc xung vầy sướng ca trời ông trở ra đi cười tướng bạch hổ lên châu thường đồng đình con vua cha bát hải đồng bằng điều tiên quan điều thất nên vì dạy khắc thanh giáo hội cùng ông triệu là con vua thứ hai vô lê thái tổ quản cài triệu thanh giáo hội cùng đến dòng mai vui vẻ thôi đến giờ châu chơi phủ tiếng công đốc vào xa xứ sổ tam tòa châu ba đề nhất khăng khăng xứ sổ tam tòa lên đền tiên xương quy hòa cầm quyền thanh giáo hội xây hồi đông quân báo đầu chỉ hồi đông quân hình thì mời châu đề giáng đi chứng nhân
năm tân ngày máu dơ dần dáng vào quý tông phúc ngân lạnh 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 biển ca đi xa nghỉ chúa xa
sách sông đi bờ người mát người sang đến rừng anh đưa thiên sang bỏ thật xa sách sơn non nước nở hoa bốn mùa sách sơn non nước bốn mùa nước lượt dắt trong cành ai
hiền xa lượt sắt sống tiếng nói thông thả sâu ba khắc người trần gian huyền đại bảo lặng hà giang huyền đại bảo lặng hà giang được cầm mà thu hồng lặng đi sâu huyền đại giang sâm đi sâu sẽ ra hồi cung cung đường sắc phong nghe châu lục cung nương vốn dòng cần thì quê hương ngờ thế hiểu lục gian là nơi cát địa chín tuyết nam khi ta nơi chùa tiền vâng lệnh ý lời xuống trần gian bao mộng trần thì đương tâm đồng bào thái bàn tuần chín tháng lẻ mười đôi thông nguyên vui mừng hơn hờ nhà nhà đều mừng rỡ xiết bao mới hay như ý sở cầu làm lễ dân nhà dựng lên
bạc vàng kính dâng ngực tô cơm làm đào ngấm thơm đừng ngực sang nghe tiếng ngũ thú rừng gọi nhau kiềng đúc ai sáng tỏ trên non một bờ sân sắc tốt tươi rườm rà đi lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa đi lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa hội cùng xin quý vị một tràng pháo to thật là thay.